Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Chắc chắn là mấy hôm nay các bạn đã phải đau đầu chóng mặt tiền đình với cái chế độ mới này các bạn ha, phòng trưng bày ma quái, hệ thống sức mạnh mới, bộ sưu tập kỹ năng. Thì một là chúng ta đang rất là nhức đầu bởi việc chọn bùa vật tổ. Khi mà chọn bùa vật tổ xịn á, thì là đi không ra bút đỏ, chọn bùa vật tổ cùi á, thì là đi rất là nhiều bút đỏ các bạn. Rồi, chọn bùa vật tổ xịn á, thì bị hẹo ở tầng 7, tầng 8. Còn bộ tổ cùi thì có thể leo tới tầng 10. Nói chung là rất là nhức đầu. Bên cạnh những cái vấn đề nhức đầu vừa rồi mình đã nói thì nó còn nhiều vấn đề khác. Ví dụ những cái bộ sưu tập kỹ năng nào thì chúng ta cần nâng tới level 3, và tức là cường hóa lên 3 sao các bạn. Còn những cái bộ sưu tập kỹ năng nào thì chúng ta chỉ cần level 1, level 2 là đủ. Và ở đây các bạn thì mình sẽ làm rõ một vấn đề cho các bạn. Đó là chắc chắn với các bạn một điều là bộ sưu tập kỹ năng nó cộng level mát đó các bạn, ấy là cộng 2 level lên thành 3 sao thì nó sẽ là mạnh nhất và ngon nhất. Ở đây thì tại sao lại phân ra là cái nào cần, cái nào không cần, để chúng ta tập trung ưu tiên những cái mà cần level 3 trước, những cái mà tập trung ưu tiên lên level 2 trước. Rồi sau đó thì khi mà đã đạt được những cái gọi là cái cơ sở đầu tiên á, tức là cái cơ sở cần thiết để chơi trước các bạn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tập trung nâng đều những cái món mà chúng ta cần lên hết level 3. Thì tất nhiên level 3 nó sẽ ngon hơn level 2 hoặc level 1 rồi, đúng không? Nhưng mà tại vì cùng một lúc các bạn sẽ nâng full lên tất cả đều lên 3 sao level 3 và như ý thì nó rất là khó. Do đó thì chúng ta sẽ lên từ từ từng món cho từng con trước các bạn, là sau đó khi mà có điều kiện thì chúng ta sẽ quay sang nâng đều level 3. Ok, giờ thì mình sẽ vô vấn đề nha. Có một cái bài chia sẻ trên Reddit và nói như sau các bạn. Đây gồm một bảng nè. Nói chung mà nhìn vô bảng này thì có rất là nhiều bạn sẽ không hiểu được cái bảng này nó đang nói cái gì. Rất là nhiều bạn không hiểu thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Đầu tiên đập vào mắt thì các bạn sẽ thấy từng món ha. Ở đây chúng ta sẽ có 10 món, các bạn có thể xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, trên đầu 10 món thì nó sẽ đỡ level. Và chúng ta để ý nè, có 3 món sẽ được ưu tiên level 3. Đó là cái túi vàng của Rowan, kỹ năng của Athalia và kỹ năng của Odin, là 3 món mà chúng ta sẽ ưu tiên lên level 3 các bạn. Còn những món sau thì xài level 2 tạm được. Chúng ta có món của con Yoras, chúng ta có món của Seurus, chúng ta có món của Diamond, chúng ta có món của Mahira, chúng ta có món của Tasi thì level 2 chúng ta xài được các bạn. Còn hai món thì xài tạm được ở level 1, đó là cái món của con Orthos, cùng đó là cái món của con Tidus. Đây, đó các bạn. Rồi, như vậy thì dựa vào đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta nên ưu tiên lên level 3 cho món nào ha. Level 3 thì chúng ta sẽ ưu tiên cho món của Rowan, của Athalia, với lại món của con Odin các bạn sẽ ưu tiên. Và bên cạnh đó thì từng món dành cho những cái con tướng nào ở đây thì nó cũng đã để luôn các bạn. Ví dụ món của Odin thì các bạn có thể dùng cho Abel, dùng cho con Emilia, dùng cho con Damia và dùng cho Scarlet. Rồi, món của Rowan thì chúng ta dùng cho rất là nhiều con support nè. Chúng ta có Awakening Sapphire, có Lucilla, có con Ivan, rồi Lavatun, Bulmer, Solai với lại Song Sinh. Món của con bướm, món của Tasi thì chúng ta dùng cho Libe, chúng ta dùng cho Aegis, cho Helot với lại cho con Melin. Chung là rất là nhiều các bạn. Tất nhiên là còn những con support khác hoặc những con carry pháp sư khác thì chúng ta vẫn dùng được các bạn. Tuy nhiên ở trong bảng này thì nó sẽ ưu tiên những cái con gọi đang hot meta hiện tại thôi. Những cái con tướng mà đang hot meta, những con tướng mà các bạn ưu tiên dùng cái bộ sưu tập kỹ năng mới, còn những con đã phế rồi thì người ta sẽ không liệt kê hết ra các bạn. Bạn hình dung được nha. Rồi, và sau đây thì mình sẽ giải thích nè, những cái chỉ số kèm theo. Chúng ta thấy có level 1, level 2, level 3 dễ nhìn rồi đúng không? Rồi chúng ta có thấy những cái con tướng là dùng những món nào cũng cực kỳ dễ nhìn luôn các bạn. Còn một vấn đề khác là bên cạnh tướng các bạn thấy có những dòng chữ nha. Các bạn thấy có những dòng chữ, ví dụ cái con Abel các bạn thấy có chữ ATK, MB với lại chữ Chris. Thì giải thích những cái chữ này bên đây nè. Rồi, các bạn có thể thấy giải thích ở những đây nè. Nó sẽ có từng món đi theo luôn. Và ở đây nó để cho các bạn từng món màu đỏ luôn, nhìn cực kỳ ngon ha. Rồi, ví dụ như con Abel thì chúng ta sẽ cần lên cái món nào các bạn. Một, chúng ta có ABK phần trăm. Cái món là cái kia kiếm nè. ABK là Abel các bạn lên, cho lên ABK là cái món này. Món ABK ha. Rồi, team ABK lại có chữ T ở trước. Ví dụ như Abel không phải là cái món team ABK mà ABK trong bản thân nó nha. Ví dụ bên này các bạn thấy cái con Emilia thì nó có món team ABK nè.
Thứ hai mà cái con Abel cần có là cái món MP, tức là cái món sức mạnh phép thuật nè, cái món mà có cái trượng phép thuật luôn các bạn, rất dễ nhìn. Và cái thứ ba đó là Chris chí mạng. Đây cái chí mạng này nó là cái phóng đại sát thương chí mạng các bạn, đó phóng đại sát thương chí mạng, hình ảnh ở đây cực kỳ dễ nhìn và các bạn cực kỳ dễ xem luôn đó. Với Abel thì chúng ta sẽ ưu tiên ba cái lựa chọn đó các bạn. Rồi tương tự thì chúng ta với cái con Emilia thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần cái ES là cái này, như là cái nhìn thấu các bạn. Emilia thì chúng ta cần nhìn thấu, cần tăng team ABK. Sorry các bạn, nó chạy lung tung, ui đâu à. Với lại cần thêm một cái PDF là cần cái này là hố giải các bạn. Rồi, Emilia thì chúng ta cần hố giải. Tại sao nó cần hố giải? Để cho nó tăng cái thời gian. À, những cái con mà có CC á, hố giải nó cao hơn đối phương thì nó sẽ tăng thời gian CC cho đối phương nha. Bởi vậy những con tướng mà có CC tốt á, thì nó sẽ hay đi kèm với hố giải các bạn. Damia thì cần gì? Damia thì cần team ABK với lại ABK thôi các bạn. Còn con Scarlet thì cần ABK của bản thân với lại cần pháp sức mạnh phép thuật. Đó, đó các bạn, đây là cách mà các bạn đọc cái bài hướng dẫn mới này. Giờ mình sẽ đi sang những cái con hot rồi mình sẽ đọc tiếp tục luôn. Rồi. Liveta thì chúng ta cần gì? Liveta thì ở đây chúng ta cần cần sức mạnh, cần ATK là cần sức mạnh tấn công với lại sức mạnh tấn công toàn đội và tỷ lệ và phóng đại sát thương chí mạng các bạn. Rồi, con Exit thì nó cũng như là con Imi ha, y chang luôn các bạn, nó cần nhìn thấu, nó cần team ABK với lại nó thêm một cái nữa đó là cái giảm thời gian hồi chiêu. Hóa giải sao các bạn, nó là hóa giải ha. Rồi hai con support còn lại như là Helios với lại Meilin thì cần team ABK và lại ABK. Nó cần cái này để nó boost lên ABK cho toàn team của bạn. Như mình đã nói ha, những cái con support mà nó boost theo chỉ số sức mạnh của mình á thì nó lên ABK với ABK là boost rất là nhiều cho team. Team ABK là nó boost đã boost sát thương cho team rồi, ABK thì nó boost dựa trên kỹ năng của nó nữa các bạn. Rồi chúng ta sang cái món của con Rowan nè, rất là nhiều con ha. Ở qua cần Savia thì nó có một cái chỉ số là lạ, đó là IRR là tốc độ hồi phục năng lượng. Cái con Awakening Saphira với lại cái con tướng mới của chúng ta Lavatul với lại Song Sinh thì nó có cái tốc độ hồi phục năng lượng cần ưu tiên các bạn. Ngoài ra thì nó có team ABK với lại cái chỉ số là chỉ số nhìn thấu các bạn, cần chỉ số nhìn thấu ha. Rồi, Lucilla thì cần nhìn thấu nè, team ABK với lại hóa giải. Con Ivan thì cần ABK với lại team ABK thôi bạn. Con này thì nó boost dựa trên sức mạnh của nó. Rồi chúng ta có cái con Lavatul thì cần tốc độ phục hồi năng lượng nhìn thấu với lại team ABK. Chúng ta có Bulmer thì là ABK với team ABK với sức mạnh phép thuật, con này thì nó boost dựa trên sức mạnh của nó nên nó tăng những chỉ số này nó sẽ boost mạnh hơn. Solai thì chúng ta có ABK và là team ABK, tức là tăng sức mạnh tấn công bản thân với lại tăng sức mạnh tấn công cho toàn team với lại tỷ lệ chí mạng. Song Sinh thì chúng ta có tốc độ phục hồi năng lượng với lại team ABK. Rồi dễ hình dung bạn ha. Qua những gì mình giới thiệu thì nếu mà các bạn có được cái bảng này thì các bạn sẽ rất dễ bám vào để các bạn xây dựng những cái món bộ sưu tập kỹ năng phù hợp với tướng các bạn. Giờ mình qua tới một vài cái con VIP khác nè. Chúng ta sang Awakening Athalia thì chúng ta sẽ có gì? Có ATK là tấn công. Rồi chúng ta có tỷ lệ chí mạng, có phóng đại sát thương chí mạng và CDA. CDA cái đây là cái không phải là xuyên thủng sát thương vật lý. Ở đây sao nó không để cái con Awakening Athalia có cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ xuyên thủng sát thương vật lý, nó để cái cũng là cái phá giáp các bạn. Cũng để là phá giáp. Như cái đây là cái phải phóng đại sát thương chí mạng ta, không phải. Crit mới là phóng đại sát thương chí mạng. Hình như cái trên hình các bạn, hình như cái trên hình đó, để mình vào game mình xem nha. Cái chữ crit crit này là nhìn nó phải là phóng đại sát thương chí mạng không, hay là nó đang là cái phản đòn chí mạng? Nhìn cái kiếm nó gãy với cái khiên gãy thì mình nhìn hơi có thể là nó để hình bị sai hết ta. Phóng đại sát thương chí mạng phải là hình cái khiên mới đúng, còn cái hình cái kiếm bị gãy hình như nó là phản đòn các bạn.
cái kiếm, hình cái kiếm bị gãy này nó không phải là cái như nó là cái kháng đòn sát thương chí mạng rồi. Mình nghĩ con Abel thì nó sẽ các bạn lắp vào kháng đòn sát thương chí mạng thì nó không có ngon các bạn. Tại sao nó lại để là kháng đòn sát thương chí mạng? Nó là phóng đại sát thương chí mạng thì sẽ ngon hơn. Nó phải là cái món đây nè các bạn, đây nè. Abel thì nó phải là cái hình đây mới đúng nè, phóng đại sát thương chí mạng mới đúng nè. Còn ở trên này nó đang để crit là cái hình cái kiếm bị gãy này, cái này không phải là crit các bạn. Này là cái kháng 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 đòn sát thương chí mạng rồi. Mình thì mình lấy tấn công nó ngon hơn, nên là những cái con mà con như Abel á, nãy giờ mấy con nào mà nó có chữ crit các bạn, cái chữ crit á thì chúng ta lắp cho nó là cái phóng đại sát thương chí mạng thì sẽ xịn hơn chứ. Chúng ta cần phóng đại sát thương chí mạng các bạn, tức là cái giáp bị xuyên này nè. Hình cái giáp bị xuyên này mới đúng nè. Mình thấy cái hình này nó để hơi sai sai rồi ha. Phóng đại sát thương chí mạng mới đúng các. Thì nó đam nó mới to lên. Rồi, ví dụ như con ở Awakening Natalia ở đây thì mình thấy nó để không đúng lắm ta. Cái phóng đại cái CDA là phóng đại sát thương chí mạng thì ok mình chấp nhận này, nhưng mà để cái chỗ kháng cái kháng đòn sát thương chí mạng này thì không ổn cho lắm các bạn, nó để xuyên thủng vật lý thì ngon. Awakening Natalia chúng ta lắp vào xuyên thủng sát thương vật lý thì ngon các bạn. Dụ như cái con Rem người ta cũng để là phóng đại sát thương chí mạng với lại crit như là kháng đòn sát thương chí mạng hết ta. Rất nhiều người xài cái món là kháng kháng đòn sát thương chí mạng. Chúng ta có rất là nhiều món đó ở đây thì mình đã bán bớt rồi, mình không có xem được các bạn. Chờ mình xíu. Đây, chúng ta có hình cây kiếm rồi các bạn. Ở đây nó để là hiệu quả kháng đòn chí mạng cộng 2.6. Hiệu quả kháng đòn chí mạng các bạn, theo mình thì mình thích lấy cái phóng đại sát thương chí mạng hơn. Ok, thì mình khá đồng ý với cái bảng này ha. Ưu tiên những cái món lên level 3 thì cực kỳ hợp lý luôn. Món Atha, món của Rowan với lại món của Odin là lên level 3 cực kỳ ngon các bạn. Cực kỳ ngon. Nhưng mà các bạn nhớ là lúc trước mình đã nói nha, tại vì chúng ta cần ưu tiên những món là lên level 3 trước. Do đó các bạn khi mà các bạn có điều kiện á, khi có điều kiện thì sau này thì chúng ta sẽ up đều lên level 2, sau những món còn lại chúng ta được thì chúng ta đẩy lên level 3. Chắc chắn với các bạn mở khóa cấp kỹ năng lên level 3 nó sẽ rất là xịn nha. Rồi, thì cái bảng này mình sẽ up trên cái fanpage của mình nha. Các bạn có thể vào đó để lấy cả tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.